Rồi. Bà nó ngồi nè. Còn lại nước cái xương. Hello, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV. Hôm nay thì Sinh sẽ có một cái trò chơi nhỏ nhỏ thôi để dành tặng đến tất cả mọi người, để nghĩa là mình sẽ thưởng thức một cái món ăn. Mà trước khi mình thưởng thức một cái món ăn cá xương xanh mà loại một nắng nha nhà, thì mình muốn dành tặng cho cả nhà một cái trò chơi với mấy đứa cháu mình nha. Mấy đứa cháu mình đã đang thổi bong bóng rất là đẹp. Thì hôm nay thì mình sẽ thổi bong bóng để mà mình che nó lên đây nha. Mình sẽ che lên đây để mà cho các cháu nó từng đứa lên mình bắt vậy nè, đầu sau lên cho nó bóp vô bể nha. Mình sẽ chơi trò chơi xong đó mình sẽ ăn nha cả nhà. Chơi trò chơi xong rồi sau đó mình sẽ thức một cái cá xương xanh đó. Mấy cháu nó đang nó đang thổi bóng á. Bây giờ là mình sẽ lấy một ít dây này để mình về mình cột bong bóng vào để cho các cháu nó cột vào cái thành sắt đó nha cả nhà. Giờ mình đem về nha. Như đây chắc mình sẽ có nhiều cái trò chơi lần tới hơn, đem về để sử dụng luôn. Thở cái này nè mấy con, thở cái này bự bự nè, mình bắt cái dễ. Đó, mình sẽ để chút nữa sử dụng cái dây này. Mình sẽ cột để đây nha mọi người. Sẽ cột để dài đây. Rồi sau đó mình sẽ cho mấy đứa cháu mình mỗi đứa lên bóp cho bể ha. Này bóp cho vui nha, bóp không đau đâu, bóp bể. Đó nè. Đó. Không, vui. Sợ chưa? Xì để quăng bên đi Vin. Bên này xì để quăng bên đi Vin. Trời ơi, đủ 5 cái là đổ được một bọc lại. Còn nó bạn gì nữa. Chăm cột giùm tôi ơi. Cái này bự lên xíu nè. Muốn bóp vô cho đã thì mình bóp vô đã bể cho đã. Đổ chân kìa. Cứ gì? Tao bóp thử coi, ngay bóp thử coi. Cho thử bóp ra thử ngay đó. Thử coi. Đó, lắc bóp vậy nha. Rồi chút nữa cho bóp. Nói chung là mấy đứa cháu mình đó, nó rất là thích bóp bong bóng nha cả nhà, rất là vui nha. Nhỏ không, cái đó quá nhỏ không, cái đó nhỏ quá không, cột được không, cột chung cái biết cột không, con biết cột á. Đưa cho ngăn cái câu không, cái cột nó thôi luôn. Rồi con thảy vô đó đây, con thảy vô thao đây. Kệ đi con, ăn sao đâu. Nhăn tính chút nữa bóp được mấy cái, bóp được bể được mấy cái. Khi bịt mắt á. Con bóp con quay ơi. Bể hai cái không cậu ơi. Quay ngày nắng gì bạn.
Để mình đi phơi cái áo này cho mẹ mình ha. Để em phơi đi. Cái sàn nhà mình nó bị bể rồi, cả nhà thông cảm nha. Hôm nay thì mình sẽ chơi một trò chơi với mấy cháu mình, sau đó mình sẽ thưởng thức một cái món cá xương xanh nha. Và mấy cháu mình nó đang tập trung để mà làm. Thứ bảy chủ nhật thì mình hay tổ chức cái trò chơi mới cho mấy cháu mình. Rất là vui nha cả nhà. Vui lắm. À, vui không? Sao thẹn? Nhắm lát là bịt mắt bóp được mấy cái? Bóp được 100 cái. Vậy hả? Này cao quá này, cái này cao quá, bóp được không? Cái này cao này, chạy lên được không? Lấy ghế. Lấy ghế đang bịt mắt, lấy ghế điền cái thứ. Xuống đụng. Chết rồi. Không biết lỗi đâu. Không biết lỗi sao? Một cái à. Thôi bỏ đi con, không sao đâu, kệ đi. Một cái rồi chứ gì. Chặn lại nha, chặn lại, chặn lại. Chặn lại khúc này đi. Bỏ vô đi con. Băng bỏ vô đi, băng bỏ vô. Bỏ vô luôn đi. Không. Rồi rồi rồi, để đây đi con, để đây. Rồi. Lấy cho. Mà. Ê bà già đừng bao giờ kính thường người khác. Đây, đây thi đây. Cái vừa về đặt. Đây cậu. Cậu con. Cậu bự lên xíu đi. Đừng có tay đi nhục, đừng tay. Đổ này ra đây, cậu đổ này ra. Bỏ đây, bỏ đây, cho nó chạy. Bỏ vô đây nè. Bỏ vô. Bỏ đây, lát lát, cậu lùi vô luôn cậu. Thổi gì mệt vậy? Biết thổi không? Thở được chưa bạn? Thổi gì mà chị? Đưa cho người khác thổi đây, đưa cho. Ừ, để cái xì qua bên đi. Bỏ vô đây đó. Nãy giờ thổi được mấy cái rồi nha. Cái đây rồi, đâu cậu bỏ vô. Thôi bự lên, thôi bự lên nhỏ gì. Bỏ gì hết cỡ. Được rồi đó, được rồi đó, được rồi đó. Được rồi đây, hai cậu lấy ơn, cậu lấy đi, cậu lấy đi. Tìm thấy đây chưa? Con đưa cho anh Thiện á nha. Nói luôn hai cái nè cậu. Để thổi xong nuôi chân Thiện nha, chân Thiện bỏ vô. Kề pin, kề pin. Rồi quay cầu này, quay cầu nè. Tao là đưa nè. Ờ thì cầu cứ chạy đi, cứ tiếp tục một cục lẹ lên. Nè. Đó. Nó nhẹ thôi đó, mà thương cái đó. Rồi dây nào xong rồi đưa cho cậu nha, rồi cục từ đó kéo qua vậy đó. Đừng có để khoảng cách dài quá nha.
con đúng rồi, vậy đó, cứ vậy đi. Được không? Chị mới tới không? Mới tới không? Rồi, để cho bạn này cột đi. Chưa? Quá gần dài đó, gần dài đó. Chào đấy các bạn. À, cả nhà ơi, bây giờ là xin cùng với mấy đứa cháu mình đã hoàn thành xong cái con bóng rất là dễ thương rồi cả nhà. Hôm nay á mình và cùng mấy đứa cháu mình chơi nha. À, mình sẽ cho trong vòng 10 giây để bóp hai trái hai con bóng này nè. Trong vòng 10 giây mà như là mình sẽ đếm. Mình đếm trong tâm thôi chứ không có ra. Nếu mà nó bóp không được mình đưa cho mấy đứa khác nha. Như là mình sẽ ra cho bé này bóp xong tới bé này nha. Dù bé này bóp không kịp á, mình sẽ nhường lại chứ để cho khác bóp nha. Đúng không? Chúng mình bóp nha. Rồi giờ này mình bắt nàng, mình chơi bé này lên đi. Rồi bé này lên, rồi đi lên đây. Rồi đi bắt đại, rồi lên đây. Rồi đủ hai cái đi ra nha. Rồi được rồi. Rồi nó cho 6 giây thôi đó. Vậy cho 6 giây thôi nha. 1, 2, 3, 4. Ê, bóp bao vàng kìa. Đứng chỉnh kìa. Tới ai vậy? Đi từ lên nha, Rồi, 2 cái rồi. Thôi. Cho nhắm mắt bóp đó. Rồi luôn 2 cái. Kệ cho ngon nha, bóp chưa? Rồi. Rồi phải không? Lui ra, lui ra. À, chào các bạn đi. Hello, chào các bạn. Rồi ra, lui ra. Thằng này mập nha anh em. Rồi, lui ra. Có rồi, muốn nói cái bóng luôn được. Rồi, nào bây giờ miếng xin lòng dài đi, xin lòng dài đi. Rồi, đánh lắm. Ủa gì vậy? Rồi, đi nào. Đó, lên. Đó là. Đó đứng. Hai cái đi ra để còn nhanh, hai cái đi ra được rồi. Cái nào được, chọn không được. Chọn cái nào được. Rồi, chọn cái nào. Kệ tới thằng ngon kìa, ô kìa. Bốn cái nha. Bốn kìa. Đánh chui hai cái rồi. Đánh chị em ơi. Tụi nhỏ lớn, nãy giờ mình lớn mà. Đúng rồi. Rồi lưu lại nha các bạn. Bây giờ không nhắm mắt nữa. Bây giờ là mỗi người chọn một cái thôi. Rồi lên đi bạn. Rồi chọn cái nào mình thích. 1. Cái nào được chọn cái mình thích nha. Đó đi ra. Rồi. Mình sẽ chọn cái blue. Cái blue. Mình chọn cái thích chưa? Cái màu xanh hả? Xanh này. Rồi tiếp đi. Mình sẽ chọn cái ai lên rồi thì nhường cho khác đánh nha. Mình sẽ chọn cái yellow. Rồi vô đi. Mình sẽ chọn màu hồng. Con
À cả nhà ơi, à, Sinh vừa mới làm xong những cái bong bóng này là cả nhà. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ chơi thêm một trò chơi đó nha. Chơi xong rồi thì mình sẽ cùng với cả nhà thưởng thức cá xương xanh một nắng nha. Đây, đây là mấy đứa cháu mình đã, nó thích chơi thêm một lần nữa. Đó, nó rất là đông rồi cả nhà. Bây giờ làm sẽ cho các cháu mình lựa. Trong đây có bong bóng, có cái là sẽ có nước, cái sẽ không có nước nha. Thì bóp cái nào bây giờ mình sẽ cho cháu mình, cho mấy đứa cháu mình tự lựa ha. Nó sẽ tự lựa đó, nó lựa chúng cái nào nó phải tự bóp cái đó, không được né. Chúng cái nước dân cho người gắng chịu đó. Chuẩn bị nha okay. Chuẩn bị. Lùi về sau nhanh đi. Lùi về sau lại lên rồi. Lên. Có nước. Lùi về sau. Nhanh lên rồi. Đi lên, lên đi đâu. Ok hết rồi cả nhà ơi. Điểm 1, 2, 3 bắt đầu nha. Mấy đứa cháu của mình nó thích chơi bong bóng lắm cả nhà. Nên nó khuyên năng nỉ mình là chơi thêm lần ở đây. Nên đây là lần cuối cùng để mà mình cho cả nhà cùng thưởng thức nha. Nên bây giờ mình sẽ chơi với đứa cháu mình. Nó đang tập trung bóp. Nó đi buông bóng nhiều quá cả nhà, nên không thể từ chối được. Tiếp tục mình chơi thêm trò này rồi mình sẽ thưởng thức cá xương xanh một nắng nha. Rồi quay sao lại lên. Con bé này nè, nó kế bên nhà mình luôn cả nhà. Béo dạng này nè, nó bị bệnh mà nó thấy vui quá, nó qua nó muôn bóng. Chơi đi cậu, chơi cậu, con hỗ trợ bóng bóng cho. Nên chơi tiếp cả nhà. Cái nào cũng được nè, lưỡi nào cũng được, bên nào cũng được hết á. Lấy đại đi, bên nào cũng được chứ. Rồi. Bên nào cũng được chân, lấy đi con ơi, bên nào cũng được chân á. Bên nào cũng được. Mạnh lên. Mạnh lên, nhanh lên mấy đứa ơi, nhanh lên. À, cả nhà bây giờ mấy đứa cháu mình nó đang chơi lần nữa nè nha. Nó thấy vui quá đó. Cái nào cũng được. Bên nào cũng được chân á. Từ từ nè. Im lặng nè, từ. Rồi đó. Bên này không bóp đi trời, bên nào cũng được. Đổi đi coi. Đổi đi. Nhanh lên. Nhanh lên đi cho người kế tiếp. Nhanh lên. Rồi đi ra không đi, lấy ra không đi. Đừng có xô đẩy nè. Cho bạn Tư đi, từ bạn Tư bị bệnh đó. Rồi cười lên nha, từ thôi nha, vui đó. Bên đây xong góp đây nè, một đống này bên đây không đổi trời. Kệ đi, đại đi. Mấy con lựa đại cái nào không được.
Ủa, bóp mạnh tay lên mấy đứa ơi, vui vẻ lên. Rồi, thôi đi con, thôi đây, đừng có la làng được rồi. Đổi bên đi nè, bên đây không bóp vậy nè, bóp nào được chân á. Rồi đổi bên trên, đổi không đi. Kệ đi, kệ đi. Rồi nhanh lên, nhanh cho người kế tiếp nữa. Nhanh lên các bạn ơi, người nào kìa, tới ai lẹ đây kìa. Nhanh lên chạy đi, chạy đi. Nhanh lên, cái chuyện để nó quá trơn dở. Cho mày hai cái đó. Thôi kệ đi mà. Ê, tại sao không cháu chơi nữa? Cháu mình nó đã chơi xong hết rồi. Bây giờ đây còn cái cuối cùng, cháu mình nó sẽ bóp bể nha. Rồi sau đó là mấy đứa cháu mình sẽ hát cho cả nhà một bài hát, rồi sau đó mình cùng thưởng thức món ăn cá xương xanh nướng một nắng nha cả nhà. Mình đang để bên đó, đó. Cháu mình nó đang nướng để bên đó. Bây giờ bóp đi bạn. Tao hát lại coi. Not up in here. Ăn cá khô không? Ăn cá khô không? Bây giờ kiếm chỗ ngồi đi con, nó kiếm chỗ ngồi kìa, mày không có chỗ ngồi kìa. Rồi bây giờ mình chuẩn bị nướng cá lên để thưởng thức nha mọi người. Đây là cá khô một nắng, cá xương xanh. Mời cả nhà cùng thưởng thức với mình và các đứa cháu của mình nha. Đó, đứa cháu mình đang kiếm đồ để ngồi nè. Chơi xong rồi, giờ mình phải ăn thôi mọi người à. Quá thơm mọi người ơi. À, mình phơi có một nắng thôi nha cả nhà. Cái này là mình đã ướp hết tất cả gia vị rồi. Đây là chỗ người bán á. Rồi ngoan ngoan coi. Rồi. Các bạn ơi, ngoan các bạn ơi, ngoan ngoan lại. Dạ. Im lặng nè, ngồi xa xa con, ngồi xa xa coi. Rồi cho ngồi vô đây ngồi chơi coi. Hai này im ơi. Chạy đi. Chạy đó. Ok. Bạn này không ăn nha cái nhà, bạn này chỉ ngồi chơi thôi nha. Đây cá khô một nắng này cái nhà thấy không? Rồi trước khi mình ăn á là mình để cho bạn này hát bài đi. Qua đây ngồi nè. Xin vô. Hát đi, bữa hát hay mà. Bây giờ hát bài coi. Vừa hát gì đứng lên bãi cơn nghe mấy đứa cô ra. Không hát cái nhảy đi. Catch it bitch. Ơi đừng nhảy vô đó ơi. Ê đừng chơi vô đó. Rồi ăn đi các bạn. Ăn từ từ thôi nha, rồi chấm đi. Mời cả nhà nha, mình mời cả nhà cùng với thưởng thức mấy đứa cháu mình.
nhảy ông nhảy đi. Ghê vô cái nhà nó ghê chưa, lắc bụng ghê ghê chưa. Ăn đi, cho nhảy hoài. Đây là cá sừng xanh một nắng. Ngon không? Ngon không? Nó sao vậy? Ăn vô mềm mềm không? Đi tóc 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 nó giùm nó giùm. Còn lại đứa cái xương. Cá này ăn cháo lên mùi điểm thì con không có xương. Ăn không có bị mất cục. Cá này không có xương nhiều như cả nhà. Không có xương nhiều đâu. Ngon ngon quá. Cái con mùi này. Quá gì? Mời cả nhà nha. Ngon. Mời cả nhà nha. Từ từ thôi, đưa lại coi. Đưa từ thôi, đưa máy quay từ từ nè, đó. Nào mời cả nhà. Mời em. Đưa gì nhanh vậy? Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Mời em. Mời em nha mời. Mời đếm bạn. Các bạn ở đây. Mời đếm. Mời đếm. Mời đếm. Mời đếm. Mời đếm. Mời đếm cả nhà. Mời cả nhà của chú. Cái gì mười điểm? Cá hả? Cá ngon 10 điểm. Mời cả nhà của chúng ta. Mời cả nhà nha. Ăn mùng đỡ ăn hả? Cái gì lũng nó gì? Mời mời cả nhà cô chúng ăn ha. Lũng ba tử. Mời cả nhà. Ôi, cá xương xanh một nắng cả nhà. Quá đã luôn, ngon không các con? Mời cả nhà nha. Nghe cái gái nè. Ê, Ben ơi. Ben, cho mày cái biển kìa. Mấy cái gà bánh bẹn nè. Ngon ha. Ngon cái trời. Mấy nhà nha, con biển không? Mấy con ít trời cái bẹn. Cái này ít qua, cái này phải nhiều nhiều ngon ha. Rồi chào đi. Hello các bạn. Mẹ. Hello mẹ ăn cơm nha. Hello mẹ ăn nha. Mời 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 các cô chú đi bên. Hello bạn à. Hello các bạn. Mời các cô chú ăn nha. Đâu, mời lại coi. Mời các cô chú ăn nha. Ngon không? Mời các cô chú rồi các bạn. Có ngon nha mọi người. Đâu lũng mời các cô chú lại coi. Mời các cô chú nha. Mời các cô chú mời các bạn nha. Mình mời cả nhà, tất cả các cô chú anh chị em mình thưởng thức cái này nha cả nhà. Đó, bây giờ mình cùng những đứa cháu mình ăn nãy giờ rất là ngon luôn. Cá này ăn được khỏi nói nữa. Chung là ai mà đã từng ra đảo Nam Du của mình sẽ biết được đây là cá xương xanh nha cả nhà. Phơi một nắng, trời mềm ngon. Ngon quá vậy. Mời đi. Cá xương xanh này rất là ngon cả nhà. Mình nói chung là cả nhà nào muốn thưởng thức được cái loại cá này thì có gì liên hệ số điện thoại mình để bên dưới nha. Nói chung là cái này là vợ mình có bán nha cả nhà. Rất là thơm luôn á. Hello bạn. Ồ quá đã. Đỏ, đỏ hơn. Mày đếm, mày đếm. Mày đếm. Mày đếm. Mày đếm. Mày đếm. Mày đếm. Cả nhà ơi, đây là một ít ốc mà lúc mình có đi bắt buổi sáng á, cùng với thằng cháu mình á. Đó, đây là ốc ở đảo mình nha, thiên nhiên luôn. Ốc nào nó bự mà mình bắt buổi sáng thì nó sẽ nhiều hơn. Có mấy anh chị em á thì bắt buổi tối sẽ bự hơn nữa. Đó, đây là những thành quả mà ngày hôm nay hai cậu cháu mình bắt nè. Giờ mình lấy ra mình thưởng thức trong đêm luôn cho cả nhà nha. Đó, ăn cá xương xanh xong rồi thưởng thức ốc.
rất là ngon nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem kênh của mình. Cả nhà ơi, nhớ đăng ký subscribe và chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip hấp dẫn hơn và vui vẻ hơn như vậy nữa. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà nha. Mẹ nó ăn quá hoài không? Măng, ví dụ bán đông đảo gì mẹ ăn.